Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Không khác gì so với lúc nhìn tận mắt. Chín người các ngươi là người hiểu rõ bổn tọa nhất trên đời. Bổn tọa đã từng che giấu khi làm việc bao giờ hay chưa? Kẻ được người đời xưng là ma đạo tổ sư giao mạnh nhất, đệ nhất hắc bảng, còn cần phải giấu giếm mấy chuyện ác hay sao? Diệp Thiên Tâm. Tuy không giấu giếm chuyện ác lúc trước, nhưng không có nghĩa là bổn tọa sẽ để mặc cho kẻ khác vu khống mình. Nếu tra ra ngươi cố tình vu khống bổn tọa. Dạy dỗ Diệp Thiên Tâm nhận được 100 điểm công đức. Sư phụ, người đừng tức giận, Ma Thiên Các. Nếu không được thì đồ nhi sẽ giết kẻ phản bội cho người. Diên Nhi, gửi vi thư cho Giang Ái Kiếm. Đồ nhi chuẩn bị giấy bút ngay đây, để hắn điều tra giúp chuyện Ngư Long Thôn. Độn Thiên Giang, mau chóng tra xong rồi phi thư lại, để hắn giúp. Đi đi. Vốn định tiếp tục đọc thiên thư, nhớ lại cảnh Phạn Hải khai bát mạch lúc trước loại xoắn suýt, không ngờ tu vi sẽ bị pháp thân trói buộc. Lúc trước còn tưởng có thể mua thẳng pháp thân là một chuyện tốt, dù sao thì không bị trì trệ, rất nhiều tu sĩ suốt đời cũng không thể nào đột phá bình cảnh. Giờ thì hay rồi, điểm công đức không đủ sai. 210 điểm, chút điểm công đức này thì làm được gì? Rút thăm trúng thưởng. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức, chúc bạn may mắn lần sau, điểm may mắn cộng 1. Hệ thống phát hiện nương tâm. Lồng giam trói buộc. Lồng giam trói buộc, khi sử dụng có bơm 30% tỷ lệ giam cầm mục tiêu. Rút thăm trúng thưởng. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức, chúc bạn may mắn lần sau, điểm may mắn 1. Quả nhiên, cảm giác bất ổn này lại tới nữa rồi. Rút thăm trúng thưởng 3 lần liên tiếp, đều chúc bạn may mắn lần sau, điểm công đức chỉ còn 10 điểm. Được 3 điểm may mắn thế cũng được, không cần rút tiếp nữa. Lồng giam trói buộc tỷ lệ 30%, hơi thấp nhỉ. Đại ma đầu đệ nhất thiên hạ, ra tay thất bại thì quê lắm. Giao diện thiên thư, đành tiếp tục tham ngộ thiên thư vậy. Khai thông Phạn Hải bát mạch rồi, nhưng thực ra không phải là Phạn Hải bát mạch chân chính, chỉ có đường dẫn chứ không có suối nguồn. Tứ tượng tung hoành hạn chế việc dẫn nguyên khí vào, lại không có cách tính điểm công đức nhanh hơn. Vậy chỉ đành không ngừng tham ngộ thiên thư. Sư phụ, đã gửi phi thư yếm. Có Giang Ái Kiếm phụ trách điều tra việc này thì chắc chắn là không thành vấn đề. Bỗng dưng nhớ ra phải đưa một thanh kiếm tốt, không kém Thư Hùng Song Kiếm cho tiểu tử kia. Không dễ gì có được đâu. Vũ khí bị vị danh à? Ồ, lứt rồi. Đây là do vi danh nào mà vị danh kiếm ghê gớm cỡ vậy à? Hàng xịn hay là hàng dởm? Cứ kéo ra thử nào biết. Ồ, không hề hấn gì. Cái này, thứ này không phải là hàng dởm mà là báu vật. Chắc là vì đột phá tu vi rồi, sức mạnh của vị danh kiếm cũng tăng lên. Phạn Hải bắt mạch có yếu cỡ nào cũng mạnh hơn ngưng thức cảnh nhiều. Thu lại mấy thứ ở trên giá vũ khí, được để đó rất lâu lên toàn là bụi. Tìm thử xem có hay không. Đấy nè, trọng lượng này hẳn là trên 100 cân. Thu hồi vũ khí bá vương thương. Mục tiêu nhận chủ, Đoạn Mộc Sinh. Đoạn Mộc Sinh. Bá vương thương to lớn, loại lặng, lúc vùng lên thì vô cùng oai phong. Cái thân già này của ta hợp với chỉ điểm giang sơn hơn, quả thật là không hợp. So với bá vương thương, ta thích vị danh hơn. Vị danh còn có thể biến thành muôn vàn vũ khí, có nhiều công dụng hơn. Mấy thứ không nổi bật kia luôn là báu vật. Thanh kiếm tốt, vừa nhìn là biết kiếm tốt. Thứ đồ dởm này cũng được thu vào mật thất, nhưng không có thời gian kén chọn. Hôm khác bảo vài tên nghiệt đồ đi sắp xếp lại.
Chuyện kiếm của Giang Ái Kiếm đâu để sau này tính, tu luyện thôi. Sáng ngày hôm sau, sư phụ tên vô liêm sỉ kia trả lời thư rồi, đọc đi. Thứ nhất, tạm thời không tra ra chuyện Ngư Long thôn Độ Thiên Giang bị đồ sát ở tu hành giới. Nhưng án quyền ở trong cùng và của địa phương thì có manh mối. Sau khi điều tra thì biết được đầu sỏ là Cơ Thiên Đạo, cũng chính là ngài. Thứ hai, việc xác nhận bước đầu tiên bị kẻ khác động tay đâm. Hiện tại kẻ tình nghi lớn nhất là Hắc Kỵ trưởng quan Phạm Tu Văn, Hắc Kỵ sĩ trực thuộc Hoàng đế, là thế lực ám bộ của Cấm Vệ Quân. Tặng thêm hai tin tức. Thứ nhất, Triệu Sóc của Thành Nhữ Nam đã khai ra thân phận thật của ngài không ai tin. Thứ hai, lão tiền bối đừng quên kiếm của ta, nhập tâm cực mạnh. Ơi, phần đầu thì còn nghiêm túc phần sau, nhưng mấy thứ này không quan trọng. Giang Ái Kiếm đúng là nhân tài, mới đó mà đã tra được vấn đề. Hắc Kỵ Phạm Tu Văn, sư phụ, kẻ này mạnh lắm hả? Trong trí nhớ hình như là không có nhân vật này, chắc hẳn là nhân vật không quan trọng. Gọi lão tứ tới đây. Dạ. Tứ quá động. Ơi, tới ngay đây. Tứ sư huynh, ra đây đi, sư phụ gọi này. Sư phụ vạn an. Vi sư muốn giao một nhiệm vụ cho người,